Thì các bạn, mình là Khoa Nhận Ngữ Suki. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về ngữ pháp của bài số 30. Thì ở bài số 29 này chúng ta học về trạng thái của một cái sự vật nào đó, đúng không ạ? Thì trạng thái này chúng ta chỉ cần quan tâm trạng thái thôi, chúng ta không cần quan tâm đến những cái phía trước, đúng không? Thì chúng ta dùng dạng VT mà cộng IMAS. V ở đây là một động từ. Hôm nay chúng ta cũng học về trạng thái, diễn tả trạng thái của một sự vật. Tuy nhiên có một điểm khác biệt ở đây, đó là cái trạng thái này nó có là do có sự tác động của một cái hành động có chủ ý. VT một, VT mở cộng với arimas. Nhớ nhé, VT mở cộng với arimas diễn tả cái trạng thái của sự vật, diễn tả cái trạng thái của sự vật do một hành động có chủ ý gây ra, do một hành động có chủ ý nhớ nhé, ở đây ấy, là hành động có chủ ý gây ra, tức là ngoại động từ. Hành động có chủ ý tức là ngoại động từ nhé. Ngoại động từ. Và V ở đây, V ở chỗ này cũng là ngoại động từ. V là ngoại động từ. Nó khác với ở bài số 29 nhé. Bài số 29 là VT cộng IMAS. V là nội động từ. Được chưa? VT cộng với IMAS diễn tả trạng thái của sự vật do một cái hành động có chủ ý gây ra. Hành động có chủ ý chính là, hành động có chủ ý chính là ngoại động từ. Và V trong câu này là ngoại động từ. Rồi, thầy giải đi nhé. Lấy ví dụ này. Ví dụ như thế này. Cùng một cái hành động như ở bài số 29 đó là cửa sổ đang mở, đúng không? Thì chúng ta có biết được đây là hành động này là cái trạng thái của cái cửa sổ này là do một hành động có chủ ý hay không có chủ ý không? Chúng ta không biết, đúng không? Chúng ta chỉ thể hiện hiện tại thôi. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến hiện tại là các cái cửa sổ đang mở thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn nói rằng cái cửa sổ này nó đang được mở, được tức là có sự có chủ ý, đúng không? Có tác động có chủ ý, cửa sổ đang được mở. Đang được mở ở đây là có sự tác động của người khác rồi, đúng không? Vậy thì lúc này, ví dụ cửa sổ đang được mở. À, thầy nói cô bài 29 đi cho nó dễ. Cửa sổ đang mở. Cửa sổ đang mở là chúng ta chỉ cần quan tâm đến hiện tại thôi, đúng không? Quan tâm đến cửa sổ đang mở thôi. Đó là ma đủ cả IT, Akimax mà IT, Max. Đây là cửa sổ đang mở, được chưa? Akimat là mở, nhưng mà đây là nội động từ, được chưa? Còn động từ mở cửa sổ nhưng có chủ ý ấy, thì là akimas, cửa sổ đang được mở. Đang được mở, được ở đây là có chủ ý, đúng không? Vậy thì ma đồ. Chú ý là trong mẫu câu diễn tả trạng thái này ấy, trợ từ luôn là gá. Cửa sổ đang được mở, ma đồ đá AKT Arimas. Bởi vì là
như chúng ta đã học đó là dạng VT mà cộng với RMAP là diễn tả trạng thái của một đồ vật là kết quả của một hành động có chủ ý gây ra. Và động từ ở đây là ngoại động từ. Vậy thì đây, RMAP đây, ngoại động từ đây, cửa sổ đang được mở. Được chưa? Đây là không có chủ ý này, đây là có chủ ý, đều là diễn tả trạng thái. Rồi, để xóa nhé. Câu này, điện đang được bật, điện đang được bật, đúng không? Bây giờ điện đang được bật đúng không? Nó khác với cái câu là điện đang bật, khác hoàn toàn. Điện đang được, được ở đây là có chủ ý đúng không? Điện đang được bật thì lúc này là điện là denki. Động từ bật đấy, động từ bật đấy có chủ ý nhá, đó là skemas, đúng nhỉ? Skemas này ngoại động từ có chủ ý, động từ có chủ ý. Vậy thì điện đang bật thì là denki ga tsukete arimasu. Câu khác này, ở trên bàn thì đang đặt quyển sổ hay quyển sổ đang được để. Câu khác gì nhỉ? Câu này hơi chú nghĩa nhỉ? Ví dụ khác đi. Ở trên tường có treo tờ lịch, ở trên tường có treo tờ lịch, thì cái hành động treo là có chủ ý không có chủ ý à? Tất nhiên là có chủ ý rồi, đúng không? Vậy thì trên tường sẽ là cả bên, ở trên tường sẽ là cả bên ý, đúng không? Treo cái gì ở đâu đó thì chúng ta có cả bên ở đâu đó cũng ý nhé. Cả bên ý nên thì là tha nên đã. Tha nên đã cố. Treo thì là cả kê, cả kê mát. Cả kê mát là hành động có chủ ý. À, tuy nhiên diễn tả trạng thái thì ố sẽ thay bằng đá đúng không? Trả từ của diễn tả trạng thái tất cả đều là đá mà. Cả kê tê, à kê mát. Đúng không? Đó. Ở đây là trên tường thì có treo tờ lịch. Đúng không? Có đang treo tờ lịch. Hay câu khác đi, hay câu khác này, địa chỉ thì đang được ghi ở quyển vở, hay là tờ lịch thì được ghi địa chỉ thì được ghi ở trên quyển vở đi. Vậy thì chủ ngữ ở đây là gì nhỉ? Chủ đề của câu địa chỉ đúng không? Vậy thì chúng ta có dữ số. Dữ số quá. Ở đây dữ số là địa chỉ mà, địa chỉ là chủ ngữ của câu, chủ đề của câu. Địa chỉ thì được ghi ở trên quyển vở. Vậy thì quyển vở sẽ là noto. Ni. Viết thì là kaite arimasu. Đó, diễn tả cái trạng thái. Địa chỉ thì được đang được ghi ở trên quyển vở. Đó là tất cả về cấu trúc VT mà cộng với IMAX. Ở đây cấu trúc này, V ở đây là ngoại động từ nhé, dùng để diễn tả cái trạng thái của sự vật là kết quả do một cái hành động có chủ ý gây ra. Nhớ ở đây là hành động có chủ ý nhé. Hành động có chủ ý tức là ngoại động từ đúng không? Thì có một cái điều đặc biệt như thế này, đó là ở phần cuối sách giáo khoa, đây cuối sách giáo khoa này, thì ở trang ở phần cuối ấy, thì không nhớ là trang bao nhiêu cả, để xem nhé. Đâu đây? À đây đây đây, trang 228, thì nó có tự động từ jidoshi và tadoshi, tự động từ và ngoại động từ, thì nội động từ và ngoại động từ thường đi, thường lập thành cặp với nhau, thường lập thành cặp với nhau. Ví dụ như động từ nội động từ mở, nội động từ mở đó là akimasu. Ở đây cuối cùng nhé, trang cuối cùng này,
được chưa? Mở akimas. Còn động từ mở ngoại từ ấy, ngoại từ mở sẽ là akimas được chưa? Đây là ngoại, đây là nội, được chưa? Vậy thì ngoại động từ và nội động từ thường đi cặp với nhau. Và ở cái trang cuối cùng ấy thì người ta đã thống kê ra nội động từ và ngoại động từ theo cặp đây rồi. Thì các bạn hãy cứ theo cái này mà các bạn làm. Nhưng có một cái điều đặc biệt, đó là chúng ta có thể dựa vào một cái quy tắc để chúng ta xác định đâu là ngoại động từ và đâu là nội động từ. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về bốn cái quy tắc để xác định ngoại động từ và nội động từ. À, ba quy tắc thôi. Các quy tắc xác định nội động từ và ngoại động từ. Các quy tắc phân biệt ngoại động từ nguyên tắc số 1 đó là trước mas theo cặp nhé. Trong một cặp, nếu như mà trước mas là âm e, là âm e, trước mắt là âm e thì nó là ngoại động từ. Thì nó là ngoại động từ. Tất nhiên còn lại sẽ là nội động từ rồi, đúng không? Nếu trước mắt là âm e thì nó là ngoại động từ. Được chưa? Còn lại thì tất nhiên là nội động từ. Theo cặp mà. Một cái thôi. Quy tắc số 2. Nếu trước mắt là chữ si. Nếu trước mắt nó là chữ si. Nếu trước mắt là chữ si thì nó là một động từ. Thì nó là ngoại động từ. Bất chấp quy tắc 1. Tại sao lại là bất chấp quy tắc 1? Thì đây, thầy cùng ghép nhé, thầy sẽ xóa phía trên đi nhé. Đây, thầy xóa phía trên đi. Đây, tại sao thầy nói là nếu trước mắt là chữ si thì nó là ngoại động từ bất chấp quy tắc 1? Ở quy tắc 1 thì thầy nói là gì nhỉ? Nếu trước mắt là âm e thì nó là ngoại động từ. Nhưng ở quy tắc 2 thì ta lại nói bất chấp cái đó. Ví dụ như là cặp động từ này. Nó là động từ điểm xem nào. Đây, kể simas. Và kiemas. Vậy thì theo quy tắc 1, theo quy tắc 1 thì trước mắt là âm e đây. Vậy thì nếu như mà theo quy tắc 1 thì đây sẽ là ngoại, đúng không ạ? Còn đây sẽ là nội. Đúng không? Đúng không? Nhưng không phải như vậy, nhưng không phải là như vậy. Đó là vì ở quy tắc số 2 thì nói là nếu trước mắt là chữ si thì mặc nhiên nó sẽ là ngoại động từ. Đây, trước mắt là chữ si đây. Thì cái này là ngoại động từ. Ngoại này. Còn cái này sẽ là nội. Bất chấp quy tắc 1. Bất chấp là quy tắc 1. Trước mắt ở đây là ngoại động từ. Tuy nhiên không. Nếu như trước mắt là chữ si ấy, thì mặc nhiên cái đó sẽ là ngoại động từ. Còn lại sẽ là nội. Hiểu không ạ? Nếu không hiểu thì nói lại nhé. Quy tắc 1 trước mắt là âm e thì nó sẽ là ngoại động từ. Quy tắc số 2, nếu trước mắt là chữ si thì nó sẽ là ngoại động từ bất chấp quy tắc 1.
Quy tắc số 3 đó là bất quy tắc. Thì có những cái cặp sau nó sẽ không giống như quy tắc 1. Đó là đầu tiên quy tắc số 1, quy tắc đầu tiên đó là cặp động từ kirimasu và kiremasu. Cắt và đứt. Đây là cắt này, đây là đứt. Cắt này đứt. Theo quy tắc số 1, trước mắt name sẽ là ngoại động từ, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là ngoại, đây sẽ là ngoại động từ, đúng không? Tuy nhiên không phải. Đây không phải, không áp dụng quy tắc đó. Kirimasu là ngoại. Kirimasu là ngoại. Được chưa? Rồi, thầy ghi phía trên nhé. Cặp động từ tiếp theo đó là urimasu và uremasu. Urimasu là bán. Ở đây thì là bán chạy. Được chưa? Bán chạy. Thì nếu như theo quy tắc 1 thì đây sẽ là ngoại đúng không? Nhưng không, đây mới là ngoại. Còn cái này thì là nội. Rồi, thầy xóa từ dưới nhé. Rồi, tiếp theo từ dưới này. Cặp động từ tiếp theo đó là orimasu và oremasu. Đây là orimasu là làm đây để gãy, còn cái này là gãy, đúng không? Thì ngược lại, cái này là ngoại, cái này là nội. Mặc dù bất chấp quy tắc một, bất chấp quy tắc một, đúng không? Nội nhé. Rồi tiếp theo lại nội đây. Rồi các động từ số cuối cùng đó là yakimasu và yakimasu. Yakimasu là nướng, còn ở đây mang nghĩa là cháy nhé. Theo quy tắc 1 thì là đây sẽ là ngoại đúng không? Không, đây là bất quy tắc, bất chấp quy tắc 1. Đây mới là ngoại này, còn đây là nội. Rồi, thầy xóa xóa đi nhé. Đó, đó là hai cái mà chúng ta đã học về bộ câu diễn tả trạng thái. Có hai cách diễn tả trạng thái VTIMAS và VTIMASU. Cả hai cái này giống nhau, giống, nó là đều diễn tả trạng thái, trạng thái. Đều diễn tả trạng thái, đúng không? Cả hai cái giống nhau, nó là đều diễn tả trạng thái. Tuy nhiên khác nhau. Khác nhau ở đây ấy, thì đó là cái này thì không biết là có chủ ý hay không, không biết là cái nguyên nhân, là không biết cái hành động gây ra là có chủ ý hay không, không biết cái hành động gây ra, gây ra cái trạng thái này. Không biết, VTIMASU không biết có chủ ý hay không. Còn ở đây thì là chúng ta đây là hành, là kết quả của hành động có chủ ý. Là
kết quả của hành động có chủ ý. Cái khác nhau tiếp theo nữa đó là ở đây V ở đây là nội động lực, còn cái V ở bên này là ngoại động lực. Đó là hai cách mà diễn tả trạng thái. Đó, thầy phân biệt cho các bạn rồi. Rồi các bạn chép vào nhé. Rồi. Tiếp theo nữa. Đó là 3. 3 hay 2? 2. Đó là mẫu câu VT mở cộng với okimasu. Cái mẫu câu VT okimasu để làm gì? VT okimasu để làm gì? Đầu tiên, đó là nó thể hiện rằng cái hành động nào đó cần thiết phải xảy ra, anh cần thiết phải làm. À, lại nhé. VT okimasu để diễn tả một cái hành động cần thiết nào đó phải làm để chuẩn bị cho cái hành động xảy ra tiếp theo. Đây, đơn giản như thế này. Thể hiện cái hành động nào đó phải làm để chuẩn bị cho cái việc tiếp theo. Ví dụ như thế này. Trước cuộc họp thì tôi chuẩn bị báo cáo trước, đúng không? Có phải không? Cái việc chuẩn bị báo cáo để làm gì? Để chuẩn bị cho cuộc họp, đúng không? Rồi, hay câu khác này. Đó là khi kết thúc buổi họp, khi kết thúc buổi họp thì tôi dọn dẹp. Trước hay tôi dọn dẹp? Trước, sau khi kết thúc buổi họp thì tôi dọn dẹp. Tôi dọn dẹp để làm gì ạ? Để cho cái việc đó là ngày mai chúng ta lại học tiếp, đúng không? Hay như thế này, sau khi sử dụng xong con dao thì tôi trở lại vị trí cũ. Trả lại vị trí cũ để làm gì? Để lần sau chúng ta dùng thì chúng ta lại đến chỗ đó thì chúng ta lấy, đúng không? Vậy thì những cái hành động nào đó làm để chuẩn bị cho những cái hành động tiếp theo thì chúng ta đều dùng dạng VT của okimasu này nhé. Ví dụ, trước cuộc họp tôi đã báo cáo chưa? Tôi đã báo cáo chưa? Vậy thì hành động xảy ra sau đâu nhỉ? Cuộc họp xảy ra sau, đúng không? Và hành động nó xảy ra trước nhỉ? Đọc báo cáo trước. Đọc báo cáo để làm gì? Để chuẩn bị cho cuộc họp. Vậy thì chúng ta có là cuộc họp sẽ là Kaigi. Kaigi no mae ni. Báo cáo thì là demo o yonde okimasu. VT mà sau đó là okimasu không? Đây, hay là remoto yonde okimasu chính là hành động chuẩn bị cho cái việc tiếp theo. Việc tiếp theo ở đây chính là cuộc họp. Được chưa? Trước cuộc họp tôi đọc báo cáo. Hay ví dụ như thế này, trước khi du lịch thì tôi mua máy ảnh đi. Mua máy ảnh để làm gì? Để chuẩn bị cho việc đi du lịch, đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta cũng dùng dạng VT okimasu.
Câu khác này, sau khi sử dụng xong, hãy trả lại vị trí cũ. Hãy trả lại vị trí cũ. Ở đây, hành động nào là hành động chuẩn bị nhỉ? Hành động mà trả lại vị trí cũ. Trả lại vị trí cũ để làm gì? Để lần sau chúng ta sử dụng chúng ta có thể lấy ở vị trí đó, đúng không? Trả lại vị trí đó để lần sau chúng ta lấy, để chúng ta sử dụng. Vậy thì chúng ta có đó là gì nhỉ? Sử dụng thì nó là skaimas, đúng nhỉ? Skatara, đúng không? Ở bài số 25 đấy, thì chúng ta học đó là vetara vế 2 đấy. Sau khi thì, nếu như mà hành động mà hành động ở vế thứ nhất chắc chắn sẽ xảy ra thì ngoài nó mang nghĩa là sau khi thì. Còn nếu như mà chưa chắc thì chúng ta dùng dạng nếu thì, à, có nghĩa thì nếu thì. Vậy thì sau khi dùng xong nó là skatara. Motto no tokoro, vị trí cũ là motto. Motto no tokoro. Đây là motto no tokoro ni trả lại là moroshimasu. Đúng không? Tuy nhiên thì ở đây nó là hành động mà để chuẩn bị nên là chúng ta dùng luật về moroshite okimasu. Và tại vì ở đây thì nó mang nghĩa là hãy. Hãy ở đây này dạng mà yêu cầu ai đó làm gì đó một cách lịch sự, nên ta phải chuyển sang dạng VT kudasai. Motto no tokoro ni moroshite oite kudasai. Rồi, các bạn đều ấy, các bạn có dừng hình đẹp nhé. Rồi, ví dụ thứ ba. Đó là chúng ta, à trước đó thì thầy có một cái này. Có các câu như này: Sono mama ni shimasu. Sono mama. À, xin lỗi. À, tiếp theo thầy muốn chú ý đến cái này, đó là Sono mama ni shimasu. Sono mama ni shimasu tức là cứ giữ nguyên như thế. Sono mama hoặc là kono mama như thế được. Sono mama ni shimasu hoặc là kono mama ni shimasu tức là cứ giữ nguyên như thế. Và thầy để ví dụ như thế này. Vì sau đó tôi sẽ sử dụng xem TV đi. Bây giờ TV đang bật như này, thế là thầy mới bảo TV đang bật này, thế là con thầy nó mới tắt đi. Thế là thầy mình nhìn thấy bảo không, cứ để nguyên như thế. Bố sẽ xem sau đây nè, bố sẽ xem bây giờ đây nè, bố sẽ xem sau đây nè, cứ để nguyên như thế, đúng không? Vậy thì cứ bật nguyên như thế. Vì tôi sẽ xem. Sau nên là cứ để nguyên như thế. Đúng không? Vậy thì ở đây là vế đầu tiên thì là vì tôi thì bỏ đi, đúng nhỉ? Xem sau thì là át tổ vế. Mimasu kara. Vì mà mimasu kara. Cứ để nguyên như thế. Để nguyên như thế này. Kono mama ni shite oite kudasai. Đúng không? Tại vì cái hành động mà cứ để nguyên như thế để làm gì? Để là chuẩn bị cho hành động là tôi sẽ xem sau. Vậy nên chúng ta sẽ vẫn dùng cái dạng VT okimasu. Vậy thì tóm lại cái mẫu câu VT okimasu đó là chúng ta dùng khi nào? Khi nào thì chúng ta dùng VT okimasu? Khi mà chúng ta thể hiện rằng cái hành động nào đó được làm để chuẩn bị cho cái việc tiếp theo nhé. Cứ như thế thì các bạn
dùng dạng VT của ký mát cho thầy. Được chưa? Hoặc là khi mà gặp cái mẫu câu hay cái gặp cái câu tiếng Nhật mà có dạng VT của ký mát thì chúng ta hiểu rằng đây là cái câu này là cái hành động này chính là cái hành động mà để chuẩn bị cho cái hành động tiếp theo. Nhiều khi chúng ta sẽ không, bình thường thì chúng ta có thể thêm từ trước, ví dụ như là trước cuộc họp thì tôi đọc báo cáo trước, thì chúng ta dịch cái bằng VT okimas này là chấm 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 trước. Tuy nhiên không phải là chúng ta có thêm từ trước của cuối, mà chúng ta hiểu ngầm thôi. À, cái câu tiếng Nhật này, cái câu VT okimas này, cái hành động này dùng để thể hiện rằng làm để cho cái hành động tiếp theo, chuẩn bị cho cái hành động tiếp theo. Đó là một câu VT okimas. Tiếp theo, cấu trúc số 3, đó là dạng mada mà cộng với VT. Mada là đặt đầu câu nhé, hoặc là đặt ở đằng sau quá. Quá tức là xác định chủ ngữ, đúng không? Mada, sau đó cộng VT và imas. Thì mada mà cộng với VT imas thì nó mang nghĩa là vẫn đang về. Ví dụ bây giờ tôi vẫn đang viết báo cáo, vậy thì bây giờ ta có là y mà đúng nhỉ, tôi thì bỏ đi, báo cáo nghĩa là reporto o kaite imas, đây là tôi đang viết báo cáo. Bây giờ thể hiện vẫn thì ta thêm chữ mada vào đằng trước. Đây, chúng ta có thể thêm vào mada vào đây. Ima, mada. Được chưa? Thêm vào cái trước hành động. Hành động ở đây là đang viết báo cáo. Vậy thì vẫn đang viết báo cáo, ta thêm chữ mada vào đằng trước của họ. Ima, mada, reboto, kaite, imas. Hoặc là cấu trúc này, tôi vẫn đang học tiếng Nhật. Tôi vẫn đang học tiếng Nhật. Hành động ở đây là đang học tiếng Nhật, đúng không? Vậy thì vẫn đang học tiếng Nhật thì ta thêm chữ mada vào đằng trước. Học tiếng Nhật thì sẽ là Nihongo o Benkyo Stemas. Đây là đang học tiếng Nhật. Vậy thì vẫn đang học tiếng Nhật thì ta thêm chữ mada vào đằng trước của hành động này. Hành động ở đây là đang học tiếng Nhật, vậy thì ta thêm vào mada này. Vậy thì cấu trúc này nó có mang nghĩa là tôi vẫn đang học tiếng Nhật. Tiếp theo nữa, 4, đó là từ sore. Sore ở bài số 2, đó là chúng ta nói về đại từ chỉ thị, đúng không? Đại từ chỉ thị sore là cái đó, đúng nhỉ? Đó, đúng không? Nó thể hiện thay thế cho sự vật. Và sore này hôm nay nó mang nhiều một ý nghĩa nữa, đó là khi mà chúng ta nói về một câu chuyện đó, và khi mà đã nhắc câu chuyện ở phía trước rồi thì chúng ta không phải nhắc lại đến cái việc đó chữa, mà chúng ta sẽ dùng từ sore để thay thế. Không mình con. Vậy thì ví dụ như thế này, một anh ấy bảo là ngày mai tôi sẽ đi Nhật. Ngày mai tôi sẽ đi Nhật. Ashita. Ví dụ ngày mai tôi sẽ đi Nhật. Ashita. Bạn A nói Ashita Nihon. Nihon. Thế Ikun desu. Đúng nhỉ? Ikun desu. Đúng không? Giải thích không? Đáp án đưa ra một cái câu ví dụ thôi, là sáng sáu thôi. Ngày mai tôi sẽ đi Nhật. Ashita Nihon e ikun desu. Thế bây giờ mình nghe câu chuyện đó, mình bảo ồ, thế vui nhỉ. Đúng nhỉ, việc đó thì vui nhỉ. Bây giờ lúc này thầy sẽ nói câu này. Sore wa ii desu ne. Vậy thì cái sore này, lúc này nó nghe mang nghĩa là gì? Sore này
chính là thay thế cho cả cái sự việc đó là đi đến Nhật Bản này, được chưa? Vậy thì ở câu vế thứ hai ấy, ta không phải nhắc đến cái việc đi Nhật Bản nữa, mà chúng ta nói là à, thế thì tốt nhỉ, thế thì hay nhỉ, được chưa? Được chưa? Vậy thì sore này nó còn dùng để thay thế cho một cái câu chuyện mà chúng ta không muốn nhắc đến nữa, hoặc là thay thế cho một cái hành động, được chưa? Mà chúng ta không cần muốn nhắc lại cái hành động này nữa vì nó đã có ở phía trước rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ cần dùng từ sore thôi. Vậy thì thầy đã vừa hướng dẫn cho các bạn về ngữ pháp của bài số 30, đúng nhỉ? Vậy thì ngữ pháp của bài số 30 đó là chúng ta học về diễn tả một cái trạng thái của sự vật do và cái trạng thái này là xảy ra là do có một sự tác động có chủ ý. Nó khác với VTI mát ở chỗ đó là VTI mát thì chúng ta không biết được là cái trạng thái này diễn ra do có do sự tác động của một hành động có chủ ý hay không có chủ ý. Và VT ở đây, VT arimas thì V chính là ngoại từ. Tiếp theo nữa đó là dạng VT ukimas. VT ukimas dùng để làm gì? Dùng để diễn tả một cái hành động cần phải làm để chuẩn bị cho cái hành động tiếp theo. Và khi mà gặp một câu tiếng Nhật ở cái dạng VT ukimas thì các bạn hiểu rằng đây là hành động để chuẩn bị cho cái việc tiếp theo. Tiếp theo nữa đó là mada mà cùng với VT imas. Mada mà cùng VT imas, VT imas, được chưa? Thì lúc này nó thể hiện rằng là cái việc gì đó đang tiếp diễn, vẫn đang tiếp diễn. Mada nên mang nghĩa là vẫn đang. Và lúc này mada ta đặt ở phía trước của hành động, được chưa? Và cuối cùng nữa đó là từ sore. Sore thì nó thay thế cho một cái việc nào đó mà chúng ta không muốn nhắc đến nữa. Rồi, vậy thì thầy vừa hướng dẫn cho các bạn về ngữ pháp của bài số 30. Được rồi, chúc bạn học tốt nhé.